Chào các bạn đã trở lại với kênh Cát Thời Gian. Hôm nay nhà mình đi bắt ba khía à. Con nó gọi là công viên ba khía hả? Hôm nay nhà mình đi bắt ba khía các bạn. Hiện tại khu vực bên này là nước rất là nhiều, nhưng mà hiện tại bây giờ đang tầm khoảng 3 giờ rưỡi chiều, nước cạn các bạn. Nhà mình đi tầm khoảng có 3 chiếc xe. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xuống dưới cùng với mấy anh em nha. Đó, mấy anh em mình xuống trước và chồng mình xuống trước rồi. Bây giờ hiện tại mình sẽ xuống ha các bạn. Mình xuống dưới rồi mình sẽ quay cho các bạn nha. Khu vực này là mình đang đi ha các bạn, nước hôm nay nó rất là cọn, mà ở đây nói chung là ở đây nó khô quá luôn nè. Bây giờ mình sẽ đi thẳng vào trong ha các bạn nha. Đó. Mang nguyên một bao để đi đặt hàng nó luôn nè. Chút nữa kết quả là sao ha. Giờ hiện tại sẽ tiến gần lại chỗ mấy anh nó đang đi ra. Đó, khu vực này hôm nay mình đi khu vực mới nha các bạn, không phải khu vực hôm bữa nha. Đó, cái này hiện tại là rất là khô luôn nè. Đó, nhưng mà không biết là khu trong có gì không, bây giờ mình sẽ tiếp tục theo. Tới chỗ mới nha các bạn. À, có anh này là mắt chim mà chưa thấy được có con gì mà cái gì nhảy. Bóp dưới rồi. À, con chim bột cá. Bột cá dưới chật. Có thấy được đâu. Đó con chim em kêu đẹp nè em. Em con chim nó to. Bột cá. Ồ, bột cá. Có con chim nhưng mà con chồng. Cái chồng nó bay không biết con chim gì hết. Đây hiện tại bây giờ đang đi khu mới nha các bạn. Đó. Khu hồi nãy đi nó khô quá, bây giờ mình qua khu mới nè. Đó, có dòng nước đang chảy nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đi từ từ vào trong nha. Mình sẽ đi từ từ vào trong coi thử mấy anh này đi sâu không nha các bạn. Khóa xe hết chưa? Các bạn hiện tại đang tới chỗ mới này, đây có một anh nhỏ đang chui xuống hàng này các bạn. Bây giờ nước nó hơi cạn quá nên mình sẽ đang đi đặt bẫy nha các bạn. Đó. Quá trình đặt bẫy nha các bạn. Đó. Bẫy mình làm bằng chai nước ngọt nha. Đây hiện tại trong đây mình đi tới 6 anh em mình nha. Nhưng mà 4 anh đang đi đặt bẫy, có một đứa em đang bắt ở đâu á. Tí xíu nữa mình sẽ kiểm tra sau nha các bạn, tại vì hiện tại bây giờ nước ở đây nó cạn quá nè. Nó không còn miếng nước nào luôn. Đó. Đây các bạn thấy không? Đó nó đang nằm hang này đó. Còn một con đang nằm dưới rễ cây luôn nè các bạn. Đây mình sẽ bẻ cái cây lên nha. Đó, đấy các bạn ơi, đó, anh chạy rồi, anh chạy rồi, anh chạy rồi. Đó, anh chạy lên cây rồi nè. Để bé chạy lên cây nè. Đây, 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 bé bé, chui xuống hàng hai con luôn. Ở đó. Chạy kìa. Đó. Nó chạy nhanh quá. Đâu, bắt được rồi. Ủa, nó cắn hả? Ủa, đó bạn, nó chui xuống hàng. À, sao ta cầm hết được? Nó chạy qua chạy lại biết không? Ồ, con này nhỏ quá nha. Đó nó nằm mé bên gốc cây bên á. Nó không hết được. Thôi. Đụng chúng nó luôn nè mà nó không có chạy. Đó, đợi lấy cái xô bỏ vô nè. Đi thăm bẫy nè các bạn. Đó, mình đi thăm bẫy nha. Cái bẫy cái mình mới đặt đây. Đi đâu chứ đâu? Khúc gốc cây được, khúc gốc cây em thấy. Đó, đây. Nè. Đâu, phải được mà em mới coi được cái con đó ra sao nhá. Ô, một con bự ghê bạn. Nè, mình sẽ đưa cái chai ra nha. Đây, một con bự quá, mình nghe cà rột luôn mà. Tháo nó ra bỏ xô đi, lấy cái bẫy đặt cho khác lên ơi. Đó, bên kia bắt được con Honda nữa, con khúc. Cút. Ủa, con này gọi con Honda hả? Ô, bỏ vô thùng đi. Ở chỗ đây có một con này bé. Nè nè. Đây. Đó, con đó nè. Đó, để nó nằm nè. Đó, con này hơi nhỏ nha các bạn, nhưng mà chắc nó chạy rất nhanh luôn á. Đó, từ từ nó chạy bắt vô. Trời ơi, chạy ngang. Chỗ hang này có một con này, bé, đó đó. Đó, mày thấy chưa, con đâu cũng bự á. Tôi 4 giây lận, bữa nay làm có 2 giây. Ủa, chạy dữ rồi. Đó, đó, hai con luôn. Ba con luôn. Để Quỳnh mang vô tay đỡ kịp. Đó, được rồi các bạn. Một con. Bây giờ nhanh quá chưa thấy luôn á. Con kia chạy qua hang khác rồi. Giờ mình sẽ đi kiếm con khác thôi các bạn. Con này hiện tại đang trong bẫy, đang gỡ bẫy ra nè các bạn. Phải thiết kế cái đường để mà lấy nó làm được. Đây, mình sẽ đi gần lại có em mình đã bắt nha các bạn. Đây, dưới đây có. Đây, dưới đây có hai con bạn.
Ủa, đợi xíu, đợi xíu. Ê, bên này có con to ngay chỗ gốc cây nè. Rừng nó chạy vậy hả? Đó, 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 bên kia, lên bên kia đâu, bên kia đâu. Đó, đó, bên kia đâu. Đó, 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 đó. Chạy rồi, đó, 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 đó. Ây, được một con rồi. Bỏ nó vô đi. Qua con bên này nè. Đó, 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 đó. Nhỏ này sao nó chạy nhanh dữ ha. Đó, đó, đó. Đó, 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 lên, lên, lên. À, nè mẹ. Đâu, mày được rồi, đó, được rồi. Còn nữa không? Mấy con nhỏ. Đây, thằng đây nữa các bạn. Lại coi, đó. Đây, đó, đó, đó. Ủa, con này cũng bự mà. Đó, chụp đi bé nó chạy bây giờ đó. Chớp. Nó chui xuống hang rồi giờ nè. Đó. Mình nó chạy được theo ông rồi, được rồi, được rồi, nó bị kẹp luôn. Các bạn nhỏ rất là nhiều nha, bây giờ mình sẽ cho xác lại một xíu đỏ, nó bu quanh gốc cây luôn à. Con nhỏ bắt về làm lẩu mè mèo à. Mọt sợt luôn. Ủa, chụp bé nhanh nhanh chụp đâu. Bốn con chạy, nó chạy luôn các bạn, nhanh quá, được một con. Ủa, nhắm má bé nhắm, đó bé nó chạy qua đây hai con luôn nè. Đó, chạy rồi. Rồi xuống hang mẹ rồi. Bạn đang cái hang này cũng có luôn nè. Đó bé, chụp coi chừng kịp thì nó nha. Ờ, con này tuy nhỏ nhỏ nhưng nó kịp đâu đó các bạn. Đâu hơn con cua nữa đó. Đó, 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 đó. Chạy mẹ rồi. Xuống hang là sao bươi. Xuống sâu rồi. Ê, bên này có con nữa. Đâu, chụp lại. Chụp kịp á. Đó, được rồi các bạn, mình sẽ nhìn vào cái xô của mình thử nha. Đây, hồi nãy giờ mình bắt được mấy anh nhỏ nhỏ, các bạn hiện tại bữa nay đi á, không có anh lớn nha. Đó, tại vì nước cạn rồi, mình không biết nước cạn nữa. Đó, quá trời nhỏ nhỏ với con ốc rồi nha bạn, chút nữa mình sẽ đặt bẫy và kiểm tra bẫy nha. Mình đang xé sót rồi, mình đang bắt đây bạn. Đây, từ nha, mình sẽ đi gần lại nha. Ê, ở sông mình sẽ có con ếch. Đó, mồi đi. Mồi đi khẩu con chuột nó nhảy á. Đó, nó nhảy á không. Ồ, nó chui mẹ không ăn rồi. Ồ, được rồi, được rồi. Ở sông mà có một con ếch luôn nè. Đó, sao bỏ vô được cậu cột nó lại đi, nó nhảy. À, có cái bịch đó mấy. Có bịch không? Bỏ vô rồi cột nó lại nha các bạn. Nó nhảy đó. Lợi phẩm này đi được con ớt đó các bạn. Ây, được một con này nữa các bạn. Đó, mau lên con chuột nó chạy vô. Chụp đi, chụp, chụp, chụp. Đó, đó, đó thấy không. Chưa ngoan nữa rồi các bạn. Đó, hiện tại nó lanh quá. Nhỏ mình nó lanh quá, thôi bỏ đi. Giờ nó hăng chứ đó, sao mồi. Đó, đó, mồi lên mấy con nhỏ không. Rồi nó chạy lên lại đây, im á, im á. Đây, 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 chụp lại. Đó, được rồi các bạn. Đó, con này nói chung là bữa nay đi nước cạn. Người ta bắt buổi sáng rồi các bạn, mà thủy triều nó báo cho mình là buổi chiều nước cạn, hiện tại giờ ra là nó cạn khô. Nói chung giờ ra là nước đang lớn luôn á các bạn. Bé bé chỗ này nè bé. Con gãy còn rồi, con bên đó gãy còn rồi. Bé bé con này bé đó, đó, đó. Đó, 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 nó chạy lên nè bé, chụp bé. Chụp, chụp, chụp bé hả hả. Rồi, 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 rồi. Thốt được đâu, coi chừng nó kẹp bây giờ bỏ vô. Hiện tại nay đi có con nhỏ không các bạn. Ở đây anh mình bên này bắt một con mà đang bị gãy càng nữa nha. Nước ở trên đây khô quá nhưng mà giờ hiện tại đang lớn nè. À, đây được rồi, bỏ nó vô cậu nó chạy sao. Hết con đổ. Bự ghê không. Đây bên này mình đang mò nha các bạn. Kể bắt gặp trúng tạn tẻ. Thôi con nào nó sâu quá thì mình thả nó đi. Sao vậy? Tự nhiên cái mắt bị thả nó làm không được. Được đó như nó kẹp hả? Được luôn. Ơi con này bự quá. Chỗ này đâu có nước đâu mà rửa. Thôi bỏ nó vô đi chút gì nha mình rửa. Đó, bỏ vô thùng nha các bạn. Bị nó thả ra nó kia không được. Giờ dính cái tay dưới đây rồi. Đây nằm một hang đó bạn. Có bà con nhỏ 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 nằm một hang mấy con luôn, nhóc luôn nha.
Bây giờ mình sẽ giao máy cho chồng mình đi kiểm tra bẫy nha các bạn. Và đi khu mé trên với mấy anh nha. À, mình qua cột chèo mình có thử bắt được cái gì các bạn. Nghe hô hào to lắm. Chết cha. Con cua. Thêm cua. Máy phải từ từ với máy định hình mới thấy được. Từ từ. Đây con cua đây các bạn. Hai lạng. Chết cha, mới đẻ hôm luôn. À, la từ xa tới đâu là bắt được cua to lắm. Cân luôn cục đất. Chết rồi, chết rồi. Chứng tỏ ở đây là hang cua. Ừ, hang cua bắt được cua nhưng mà bắt được cua. Cua khổng lồ. Mới đẻ hồi tối hôm qua luôn. Nó chưa dám chạy. Bể mình. Rốt cuộc là mình bị lừa các bạn. Kiểm tra mấy cái bẫy thôi mà. Con nó nấp dưới không? Nấp ngoài chai cái dở ra cái nhảy lên không? Tức á nó chưa kịp vô. Mình kéo lên nó chưa kịp vô hang tức nó nhảy lên. Đã con kia nó trốn trên bờ. Khơi mấy cái đất ra. Ừ. Chạy ra chụp đó. Yeah. Ừ. Có gì đó không? Ngay đây nè. Mình đang khơi mình tìm cái hang chính của nó ở đâu. Ai nó đâu ở dưới hang đâu. Tiếp tục đi, còn mấy bạn nữa. Kia còn cái. Rồi đi tiếp đi. Đi đi đi. Gì quá đâu. Con. Chán. Bươi nó ra. Không chịu bươi nó ra vậy trơn. Đi tiếp không biện minh nữa. Là không có thì không có, không biện minh. Em ơi tào lao anh quá xà muốn anh tiếng ở kia. Mình bị lừa. Không có luôn các bạn ơi. Mấy cái lặn với hai cái gì? Con. À, mình coi còn mấy cái bẫy cuối thăm hết luôn cho để mình về các bạn. Có bán thò lôi. Đã ra đó, con mà nó to. Nè. Thấy quá, nhìn kỹ quá thấy rồi các bạn. Ừ. Con này này chắc gần lạng á. Con mới chạy đâu không có. Đây. Nhìn nãy giờ là mình đặt được một con ba khía với lại một con bóng thò lòn các bạn. Được không? Con cũng vừa vừa với bộ, con này chắc nửa lạng á. Con vô dở mấy cái trong kia luôn con. Đâu á, bỏ vô đây đi. Không. Vô dở mấy cái trong. Hình như rắn. Ra chụp luôn. Thấy nó được con gì vậy được. Một con. Con gì? Không có cái con đó. Đó, nghe rụt rụt. Qua à? Xúc dài luôn mà. Ừ. Buồn thế. Đặt máy đẹp. Làm là thấp quá trong lại. Ờ, đặt thấp quá. Nó bự, nó mới chưa chạy ra xuống không? À. Anh nó lầu này mà nó chưa. Nếu mà nước lây nè, nó lên trầu liền á. Ờ, nó đang lên á. Đang lên chứ không phải là lên. Cái này không đòi, cái này quá đấm này bác không có đủ. Nếu không có gì thì
anh đập cái son luôn đi. Không có luôn. Không có luôn anh em. Thất bại tràn trề rồi. Mấy chục cái bẫy luôn mà mình chỉ được con cá thò lòi với lại con ba khỉ à. Còn bao nhiêu là bắt tay không các bạn? Giờ nước cũng lớn lên nè các bạn ơi. Tụi mình đang trên đường trở về các bạn. Đang thu gom hành lý nè. Em bắt được mấy con xíu xíu á. Đem quá trời bẫy hết mà cũng không cái đó còn cũng còn bấm bấm kia mà nhỏ. Mà sao anh có màu đẹp nhỉ? Tụi này con ốc gì đây? Dừa ốc gì đó biết. Tụi mình thu gom bảy hết các bạn. Tổng kết đồ nghề rồi tụi mình về. Chào tạm biệt các bạn ha. Hôm nào sẽ đi sẵn đi chuyến đi sẽ quay lại cho các bạn coi cho vui. Rồi tạm biệt các bạn.